Trong hai ngày qua, thì mực nước trên các sông rạch tại thành phố Cần Thơ lên theo kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch, kết hợp với lũ từ thượng nguồn đổ về nên mực nước lên nhanh. Vào chiều tối nay thì triều cường diễn biến như thế nào? Phóng viên Kim Lụa đang có mặt tại một trong những điểm bị ngập sẽ thông tin trực tiếp đến quý khán giả. Xin mời chị. Xin chào trường quay, xin chào quý khán giả. Hiện tại Kim Lụa đang đứng tại khu vực bến Ninh Kiều của quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Và từ 17 giờ ngày hôm nay thì nước từ sông Cần Thơ đã tràn vào khu vực bờ kè của bến Ninh Kiều, gây ngập rất là cao. Như hiện tại khu vực mà Kim Lụa đang đứng thì nước đã lên gần tới phần đầu gối của Kim Lụa. Và phần đường ở ngoài kia là tuyến đường Hai Bà Trưng thì nước cũng đã lên gần nửa con lộ, thưa quý khán giả. Và đây là một điểm tham quan du lịch của người dân cũng như là trong và ngoài nước. Thì vào những ngày triều cường như thế này thì bà con đã gặp khó khăn trong việc đi lại, cũng như là du khách tham quan đến đây cũng ít dần đi. Như hiện tại thì quý khán giả có thể thấy thì trời đang bắt đầu mưa khá là lớn. Thì lượng nước mưa cùng với triều cường lên cũng đã làm cho phần ngập diễn biến phức tạp hơn, càng gây khó khăn cho việc đi lại. Hiện tại thì quý khán giả có thể thấy là anh Huy Phim dạ, đây là phần khu vực nhà nghỉ của du khách tham quan. Bà con đã phải gián đoạn cái việc tham quan của mình để vào đây tránh trú. Bà con đợi khi mà triều cường rút cũng như là khi mưa tạnh hẳn thì bà con mới bắt đầu chuyến tham quan của mình. Ngoài ra thì cùng với khu vực bến Ninh Kiều này thì nhiều khu vực trũng thấp ven sông ở quận Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn và Thới Lai trong các đợt triều cường vừa qua cũng đã bị ngập sâu, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân. Và ngoài ra thì theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ, trong đợt triều cường này thì mực nước đỉnh triều tại trạm trên sông Hậu sẽ đạt đỉnh trong ngày hôm nay và hai ngày tới. Và nước triều có khả năng là vượt mức báo động 3 khoảng 0,11m. Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều hàng ngày là vào lúc sáng sớm từ 6 giờ đến 8 giờ và chiều tối từ lúc 18 giờ đến 20 giờ ạ. Quý khán giả thân mến, khu vực này vừa là nơi tránh trú của nhiều bà con cũng như là khách du lịch, nhưng mà ngoài ra thì đây cũng là một điểm sẽ diễn ra hoạt động là giao lưu đờn ca tài tử. Nhưng mà vì lý do triều cường cũng như là mưa lớn trong ngày hôm nay và những ngày qua cũng đã khiến cho hoạt động này phải gián đoạn. Câu lạc bộ cũng phải chờ khi mà mực nước rút hẳn và mưa tạnh hẳn thì mới bắt đầu hoạt động này của mình. Và mặc dù đây không phải là con nước lớn nhất trong đợt triều cường, nhưng mà cũng đã gây ngập tại nhiều khu vực trũng thấp. Bà con cần lưu ý là không nên đi vào những khu vực bị ngập và cũng như là phải chủ động bảo vệ tài sản của mình cũng như là bảo vệ bản thân của mình khi mà qua những khu vực ngập nguy hiểm như thế này. Cảm ơn chị Kim Lụa với những thông tin vừa rồi. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình triều cường và chuyển tải trong các bản tin tiếp theo.